cái máy này thì đo khoảng cách giữa mặt nước với lại khoảng cách mình đứng, thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người các bộ phận với lại là cách vận hành nó như thế nào. Đầu tiên tôi giới thiệu với lại mọi người là đây là cái đầu dò. Nó sẽ khi mà nó chạm xuống mặt nước thì nó sẽ phát lên một cái tín hiệu, thì mình biết được cái khoảng cách với lại cái thước của mình nó sẽ hiện lên. Rồi. Cái máy này thì nó sử dụng loại pin trên tay tôi cầm là hai cục pin để mình gắn vào đây. Nó sử dụng loại pin là 2A. Đây. Mọi người 2A. Rồi, mình sẽ lắp pin vào nha. Mình cũng giới thiệu với mọi người sơ lược về hai cái nút này nha. Nút bên tay phải của mình là có hai cái chế độ, đó là một chế độ một chế độ test, là tức là mình sẽ là qua chế độ test để coi nó vận hành thử như thế nào. Thì mình dặn qua đây thì nó sẽ kêu một cái tiếng bíp, đó là máy hoạt động tốt. Rồi mình sẽ bắt đầu thử nghiệm cái này sau nha. Rồi mình sẽ giới thiệu cái nút này. Cái nút này thì nó sẽ là có hai chế độ, một chế độ low lại một chế độ là high. Thì cái này có nghĩa là mình low thì cái nút này nó chỉ là cái độ nhạy của cái bút này. Mình nó sẽ là slow thì độ nhạy nó sẽ mình điều chỉnh là thấp, thì có thể là mình để đi hồi mình sẽ làm thí nghiệm cho mọi người xem. Rồi hai thì độ nhạy nó cao hơn. Rồi mình sẽ làm thí nghiệm cho mọi người. Đầu tiên thì mình cái đây là cái quay này mọi người, quay thả cái thước xuống. Mình quay từ từ thả xuống, chiều dài thước luôn không? Mình thả xuống. Rồi. Bật máy. Rồi mình thử nghiệm. Bật máy anh. Bật máy trước đi thì rồi máy vận hành tốt nha mọi người. Đây là tới mực nước thì nó sẽ kêu lên, rồi mình sẽ xem thì sao cái thước đó là nó là bao nhiêu. Quay cái thước lại anh. Tính từ mình ba mét đi. Đây cái khoảng cách đó là 40 cm. Rồi khoảng cách của nó mọi người xem nha. Rồi. Được không ạ? Rồi.